Xin chào quý vị và các bạn, xin chào toàn thể bác trở lại với shop của Hoàng Nam Audio. Ngày hôm nay thì có anh Tuấn tới để ủng hộ cho em Nam một con bàn mixer Yamaha NS9 16 line. Đây là phiên bản có chắn bụi các bác nhá. Chứ hàng chắn không có chắn bụi thì em Nam không bán đâu. Kể cả mặc dù nó có rẻ hơn 10 triệu thì những cái phiên bản chắn bụi là những cái phiên bản sau này. Thế nên là tình trạng cũng như là công nghệ bên trong nó cũng sẽ tốt hơn rất là nhiều so với lại những cái phiên bản trước đó. Và anh cũng đã đến và test với em Nam những cái bản nhạc trên bàn NS9 này rồi. Nhưng mà giọng của anh rất là hay nhưng mà anh lại không hát. Nên là trước khi anh mang bàn NS9 này ra về thì em Nam cũng muốn test một ca khúc, một bản nhạc thôi trên hệ thống NS9 này kết hợp với lại hệ thống JBL với Lab Ruben. Mời các bác cùng trải nghiệm với em Nam. Vâng, và em Nam xin phép test một bản nhạc ngắn như vậy thôi để anh còn ra về cho nó sớm các bác nhá. Các bác quan tâm tới những sản phẩm của Hoàng Nam Audio thì hãy liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mà em Nam sẽ ghi ở trên bài. Và đừng quên ủng hộ em Nam những lượt like, lượt chia sẻ, đặc biệt là những lượt đăng ký kênh để Nam tiếp tục mang những sản phẩm chất lượng về để phục vụ cho toàn thể bác trong thời gian sắp tới. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại toàn thể bác ở những clip lần sau. Cảm ơn anh đã đến ủng hộ cho em Nam. Và bây giờ em Nam xin chào các bạn nhé.